Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Bài ngày hôm nay, AssetFin sẽ quay trở lại với câu chuyện của ông Trần Trinh Trạch, cha của Công tử Bạc Liêu, như đã nói ở nội dung về cuộc đời Công tử Bạc Liêu và những bài học về quản lý tài chính cá nhân ở số trước. Nếu anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại clip về Công tử Bạc Liêu mà chúng tôi đã để link trong phần mô tả. Trong phần này, mời anh chị và các bạn cùng AssetFin tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời của ông Trần Trinh Trạch, cha Công tử Bạc Liêu, về những thành bại ở trong cuộc đời ông. Bạc Liêu là vùng đất được khai phá muộn nhất Nam Bộ. Đến thời thuộc Pháp, người Pháp chú trọng khai phá vùng đất này thành một trung tâm hành chính nên đầu tư nhiều tiền để xây dựng công sở và biệt thự ở đây. Bạc Liêu cũng là vùng đất được nhiều người Hoa sinh sống, vì thế mà có câu: Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông Cá Chốt, trên bờ Triều Châu. Bấy giờ, từng đoàn người được đưa đến khai khẩn ở vùng đất Bạc Liêu, trong đó có một gia đình người Minh Hương, gốc Hoa, họ Trần, đến vùng đất Cái Dày, bên con kênh mới được đào đắp. Không may là trong vùng xuất hiện dịch bệnh, mấy đứa con của gia đình nhỏ đau yếu luôn, khiến gia đình phải cầm cố rồi bán hết ruộng đất để có tiền chữa bệnh, vì thế mà không còn mảnh đất cắm rủi. Những đứa con trong gia đình phải đi làm thuê ở đợ kiếm sống, trong đó có Trần Trinh Trạch đi ở đợ, hàng ngày chăn trâu cho bá hộ trong vùng. Sau 2 năm chăn trâu, có một việc tình cờ đã làm thay đổi số phận của cậu bé Trạch. Đó là vào năm 1881, chính quyền thực dân buộc các gia đình bá hộ ở Nam Kỳ phải cho con đi học trường Pháp trong kế hoạch khai hóa vùng đất chúng vừa chiếm đóng. Năm ấy, cậu bé Trạch lên 8 tuổi. Một buổi sáng, khi cậu bé vừa mở cửa chuồng trâu, tháo dây vàm, định dắt trâu ra đồng như mọi khi, thì ông bá hộ ngăn lại và nói: "Thôi khỏi, từ nay mày khỏi chăn trâu, mà đi học thay cậu hai." Đến đây, cậu bé Trạch không chỉ đứng chết chân, mà tè ra quần lúc nào không hay. Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ biết ở đợ chăn trâu, một chữ bẻ đôi cũng không đọc được. Còn cậu hai, còn ông bá hộ trạc tuổi với Trạch, được học chữ thánh hiền, hàng ngày có thầy đồ tới dạy tận nhà. Bé Trạch quỳ xuống lạy ông bá hộ, vừa khóc vừa nói: "Ông thương cho con đi chăn trâu, con không học được đâu ông ơi." Thời ấy, nhiều người giàu có ở Nam Kỳ tuy buộc phải hợp tác với chính quyền thực dân, nhưng họ rất ghét Pháp. Họ không muốn cho con đi học trường Pháp mà mời thầy đồ tới nhà để dạy chữ nho. Để đối phó với chính quyền, ông bá hộ ở Cái Dày mới nghĩ ra chuyện bắt đứa nhỏ đi ở đợ, đi học thế. Dù sợ đến đái ra quần, nhưng cậu bé Trạch rồi cũng phải đến trường theo ý chủ. Trường học ở huyện xa mấy chục cây số, nên bá hộ cho Trần Trinh Trạch ở nội trú luôn trong trường và chu cấp tiền bạc cho. Vậy là từ đứa bé chăn trâu ở đợ, Trần Trinh Trạch được nuôi ăn học đàng hoàng, điều mà cậu và gia đình có nằm mơ cũng không dám mơ đến. Sau thời gian đầu lạ lẫm, Trần Trinh Trạch đã tiếp thu bài rất nhanh, học giỏi, các thầy khen ngợi, ông bá hộ cũng hài lòng. Trần Trinh Trạch học hết tiểu học, biết cả chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Thời ấy biết cả hai chữ này còn hiếm, nên dù tuổi còn trẻ, cậu Trạch cũng đã được chọn để giúp cho người trong làng làm các việc liên quan đến giấy tờ, rồi được giao luôn làm thư ký làng. Từ công việc biện làng, thầy Ký Trạch được rút lên làm thư ký trên quận, rồi rút lên tỉnh làm ở bộ phận thu thuế điền đất. Thời ấy, các điền chủ phải lên tỉnh để nộp thuế đất. Chàng trai Trần Trinh Trạch thì luôn nhiệt tình giúp đỡ các điền chủ trong khâu thủ tục giấy tờ. Lúc ấy, Bạc Liêu nổi lên có bá hộ Phan Văn Bì, giàu có với hàng ngàn hecta đất. Mỗi năm, ông Bì đều phải lên tỉnh để khai báo đóng thuế và đều được Trần Trinh Trạch nhiệt tình giúp đỡ. Từ đó, bá hộ Bì có cảm tình và mời Trần Trinh Trạch ghé nhà mình dùng cơm. Sau những lần ghé nhà bá hộ Bì, Trần Trinh Trạch quen biết con gái thứ tư của bá hộ là Phan Thị Muồi. Hai bên có tình cảm, bá hộ Bì cũng tác thành cho họ. Sau đám cưới, bá hộ Bì bảo con rể nghỉ làm, giao đất để hai vợ chồng cùng quản lý. Chỉ sau mấy mùa trúng lúa, vợ chồng ông Trạch phất lên thấy rõ, cất nhà đàng hoàng, mua thêm ruộng đất.
Không biết nhờ đâu mà một người xuất thân bần cố nông như Trần Trinh Trạch lại có khả năng thiên bẩm và sự đam mê làm giàu hơn người. Có chút chữ nghĩa, lại từng làm việc nhà nước, nay lại có chút vốn trong tay, thầy Ký Trạch đăng ký đấu thầu và đã trúng thầu quản lý sở cầm đồ của nhà nước. Thời ấy, chính quyền thuộc địa không cho phép tư nhân mở tiệm cầm đồ mà là nhà nước giữ độc quyền. Nhờ vậy mà một mình thầy Ký Trạch nắm độc quyền hoạt động cầm đồ ở tỉnh Bạc Liêu. Cũng nhờ kinh nghiệm và quen biết từ những năm đi làm thầy Ký cho ông Tây, thầy Trạch lại trúng thầu độc quyền phân phối rượu ở Bạc Liêu. Tất cả những thứ đó đã làm cho vợ chồng ông Trạch giàu có, vượt ra ngoài phạm vi của một làng, một huyện. Nhưng chính sáng kiến của ông Trạch trong việc vay tiền trên Sài Gòn đem về cho dân chúng ở Bạc Liêu vay lại mới làm cho sự giàu có của ông Trạch bắt đầu được cả tỉnh Bạc Liêu biết đến. Ông vay tiền của nhà nước trên Sài Gòn với lãi suất thấp và đem về Bạc Liêu cho tá điền vay lại, lấy bà phần lời chênh lệch. Trái với Trần Trinh Trạch, các con của ông Bá Hộ Bì, tức các anh em bên vợ ông Trạch, lại ham mê cờ bạc, rượu chè, nợ nần nên phải đem bán đất để trả nợ và có tiền ăn chơi. Bởi họ không muốn bán cho người ngoài nên đều đem bán đất lại cho vợ chồng ông Trạch. Dần dần, hàng ngàn hecta đất của ông Bá Hộ Bì chia cho chục người con đều về tay vợ chồng ông Trạch. Chưa dừng lại ở đó, ông Trạch lại trúng thầu cung cấp muối chi phối cho cả Nam Kỳ. Vào thập niên 1930, ông Trạch đã sở hữu tổng cộng gần 200.000 hecta ruộng gồm trồng lúa và làm muối ở Bạc Liêu và các vùng lân cận. Để dễ hình dung thì diện tích ruộng mà ông Trạch sở hữu rộng lớn gấp 3 lần đất nước Singapore. Như vậy, từ cậu bé chăn trâu ở đợ, Trần Trinh Trạch đã trở thành đại điền chủ giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Đến đây, một số anh chị sẽ nghĩ là ông Trạch gặp may khi cuộc đời cho ông được đi học trường Tây, rồi lại có cơ hội cưới con gái phú hộ. Đúng là may mắn sẽ luôn có trong cuộc sống, nhưng có chớp được cơ hội đó hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và sự cố gắng của người trong cuộc. AZFIN nhận thấy có 3 điểm chính yếu giúp cho ông Trạch vươn mình mạnh mẽ đến vậy. Một là biết tận dụng cơ hội và vận may. Không thể phủ nhận yếu tố may mắn trong thành công của ông Trạch. Nhưng nếu cơ hội đến mà ông Trạch nhất mực chống đối, như trốn bỏ nhất định không chịu học, hay ỷ lại vào vận may như ỷ lại vào việc làm con rể bá hộ giàu có, không lao động, thì chắc chắn cũng không có đại điển chủ giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh sau này. Ở điểm này, AZFIN muốn đưa tới thông điệp rằng có những việc xảy đến với chúng ta thể hiện rõ đó là vận may hoặc không. Điều quan trọng là thái độ và ý chí của chúng ta với chúng ra sao. Bằng việc sẵn sàng đón nhận và luôn cố gắng làm tốt nhất việc của mình, chúng ta có thể biến thách thức thành cơ hội, từ vận may làm nền đại cuộc. Hai là luôn phấn đấu để giành vị trí số 1. Khi đi học, ông luôn cố gắng để trở thành đứa trẻ sáng dạ, biết cả chữ Quốc ngữ và chữ Tây. Khi đi làm, ông cũng luôn tận tình với công việc, để từ làm việc cho làng rồi lên quận, rồi lên tỉnh. Cũng chính sự nhiệt tình trong công việc cũng là yếu tố ghi điểm trong mắt người là bố vợ của ông sau này. Rồi khi lấy vợ, được cấp vốn làm ăn, ông tận dụng thế mạnh của mình để liên tiếp chiếm lĩnh các lĩnh vực kinh doanh như độc quyền cầm đồ, độc quyền phân phối rượu, tiên phong trong hoạt động cho vay tiền, cơ chế như một ngân hàng, độc quyền phân phối muối. Thế thượng phong trong nhiều mảng kinh doanh khiến cho tài sản của ông Trạch phất lên như diều gặp gió. Ba là chiến lược tái đầu tư liên tục và mở rộng tài sản một cách hiệu quả. Thay vì cưới con gái nhà giàu và an phận trong cuộc sống nhàn hạ, thì ông Trạch luôn tận dụng cơ hội để mở rộng tài sản của mình. Chiến lược này thành công vì ông Trạch đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và hiểu chính sách luật lệ giữa người Tây và người ta, mạng lưới quan hệ rộng khắp và chăm chỉ làm ăn. Ông luôn biết tái đầu tư và linh hoạt đầu tư khiến cho tài sản nhân theo cấp số nhân. Bên cạnh thành công, AZFIN cũng lưu ý lại một phần thất bại của ông Trạch. Thất bại lớn nhất chính là nằm trong việc dạy con. Ông Trạch đã kỳ vọng vào cậu Ba Huy rất nhiều và cho cậu Ba Huy cuộc sống rất sung túc. Chính vì vậy, ý chí và nghị lực của cậu Ba Huy yếu kém hơn và sau đó là việc tiêu xài hoang phí gần như toàn bộ tài sản mà cả đời ông gây dựng. Phần nội dung về công tử Bạc Liêu đã được AZFIN để trong phần link mô tả của video này giúp anh chị có thể dễ dàng tìm kiếm và xem lại.
Như vậy, AZ Fin đã chia sẻ đến anh chị ba chiến lược mà ông Trần Trinh Trạch đã đưa mình từ một cậu bé chăn trâu lên thành người giàu nhất làm kỷ lục tỉnh. Đó là 1. Biết tận dụng cơ hội và vận may. 2. Là luôn phấn đấu để giành vị trí số 1. 3. Là tái đầu tư và liên tục mở rộng tài sản một cách hiệu quả. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZ Fin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.